Đây đi em ơi. Ông bố say ngủ vì men rượu, mặc cho con gửi khóc giữa 12 giờ đêm khiến dân tình tranh luận. Ngủ gật vì say rượu khi lái xe có lẽ không phải là chuyện lạ đối với nhiều người. Tuy nhiên, việc chợp mắt một chút bên đường trước khi tiếp tục hành trình là phương pháp nhiều lái xe lựa chọn để chống lại cơn buồn ngủ dai dẳng. Mới đây nhất, cư dân mạng chia sẻ một đoạn clip một người đàn ông cũng ở trong hoàn cảnh tương tự. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu kỹ nội dung, đã có hai luồng ý kiến tranh luận để phân tích về hành động của người trong đoạn clip. Cụ thể, một tài xế ô tô khi phát hiện người đàn ông ngủ bên đường đã phải cố gắng đánh thức bởi bên cạnh còn có một bé gái đang khóc thảm thiết. Hóa ra người này do quá say rượu nên muốn nằm nghỉ bên đường một lúc cho qua cơn buồn ngủ. Khi được tài xế ô tô đánh thức, người này đã có chút tỉnh táo và làm theo lời khuyên của tài xế là chở con gái về nhà. Đây, nó mới ngủ đi 12 giờ đêm cho nó khóc ngoài đường nó không tốt à? Lúc này nhiều ý kiến bình luận đã được đưa ra. Có người nêu ý kiến nên để người đàn ông tỉnh táo hẳn rồi hãy tiếp tục hành trình, trong khi một số khác lại cho rằng người này nên về ngay bởi đêm đã khuya và để đứa trẻ khóc như vậy rất ảnh hưởng đến sức khỏe. Dù cuộc tranh luận vẫn chưa đưa ra kết quả, song có một điều có lẽ có thể giúp giải quyết được hai phương án trên, đó là khi đã mang theo con trẻ, các bậc cha mẹ tốt nhất không nên sử dụng rượu bia, đặc biệt nếu phải điều khiển xe máy hoặc ô tô. Các bạn nghĩ sao về tình huống trên? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới video và nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.